chào tất cả các con, lại là cô Diệu Anh đấy. Và hôm nay cô lại mang cho chúng ta một bài học ngữ pháp thú vị gì đấy nhỉ? Alright, let's see. Để mở đầu, cô sẽ bắt đầu với ba hoạt cảnh rất là vui nhộn bằng ba bức hình sau các con nhé. Alright, let's see. Ok, và tương đương cô sẽ có ba câu như sau. Các con cùng đọc với cô nào. Come on, hiểu ý kiểu. He hurts his legs badly. Ok, the second one. She sings a song quietly. Alright, number three. She walks to the door slowly. Alright, vậy thì bây giờ các con hãy nối giúp cô những câu này tương tự với bức hình nhé. Alright, you ready? One, two, three, go! Time's up! Very good! Cô chắc chắn chúng ta đã có câu trả lời cho riêng mình rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ hãy cùng cô Diệu Anh chúng ta kiểm tra các con nhé. Alright, number one. What is he doing? Chúng ta có vấn đề gì đấy nhỉ? One, two, three. Yay! Very good! Đáp án của chúng ta sẽ là number one. He hurts his legs badly. À, vậy thì chàng trai này làm đau cái chân của anh ta một cách rất là tồi tệ và kinh khủng, đúng không nào? Again, what does he do? He hurts his legs badly. Good job. Alright, câu hình ảnh thứ hai thì chúng ta sẽ nối với câu nào đây các con nhỉ? One, two, three. Great job. Okay, we have number three. She walks to the door slowly. À, bạn nhỏ này đang đi bộ tới phía trước cửa một cách rất là từ từ chậm rãi đúng không nào? Again, what does she do? She walks to the door slowly. She walks to the door slowly. Very good. What about the last one? Okay, vậy thì với hình ảnh cuối cùng thì cô còn nối với câu nào đây các con nhỉ? Come on, tell me. Yes, good job everybody. We have number two. She sings a song quietly. À, vậy bạn nhỏ này đang hát một bài hát một cách rất là yên ắng đúng không nào? Yay! Vậy thì bây giờ các con ơi, hãy cùng cô tìm nhanh động từ trong ba câu này các con nhé. Come on, come on, come on. Yes, very good. Alright, vậy thì ba động từ trong ba câu của cô lần lượt là number one. Very good. We have hurts. Okay. Number two. Yay, sings. And the last one we have walks. Okay. Vậy thì các con ơi, tìm đồng thời giúp cô trong ba câu này những từ nào chỉ mức độ sắc thái của việc làm đau anh ta như thế nào các con nhỉ? Yes, very good. We have badly. All right. Vậy thì với ví dụ thứ hai, bạn nhỏ đang hát như thế nào các con nhỉ? Yes, very good. We have the word quietly. Và cuối cùng trong câu thứ ba, bạn nhỏ này đang đi như thế nào? À, từ đó của cô là very good. We have slowly. Alright, vậy thì các con ơi, ở đây chúng ta có thấy sự kết hợp giữa verb, động từ của cô và những từ có đuôi là ly không nhỉ? Yes, vậy thì những từ có đuôi là ly như vậy trong tiếng Anh của cô sẽ gọi là gì đây? Và cách sử dụng của chúng như thế nào? Vậy thì ngày hôm nay, các con ơi, chúng ta hãy cùng cô khám phá một chủ đề ngữ pháp cực kỳ thú vị nhé. Are you ready, yes or no? Yes! Hey, vậy thì như các con đã thấy trên slide trên bảng của cô Diệu Anh, những từ có đuôi ly và bổ nghĩa cho động từ như vậy thì cô sẽ gọi là adverbs, và trong tiếng Việt của cô sẽ gọi là chính xác rồi, trạng từ. Vậy thì những từ nào trong tiếng Anh sẽ được gọi là trạng từ đây, và chúng ta có những công thức nào để cấu tạo nên một trạng từ các con nhỉ? Alright, let's find out. Ok, vậy thì bây giờ trên bảng của cô Diệu Anh sẽ là ba ví dụ lúc trước, và các con ơi, hãy cùng cô Diệu Anh nhìn thật kỹ nhé. Ok, với badly thì từ của chúng ta sẽ được cấu tạo hai phần là ly và very good, bad, đúng không nào? Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có slowly được cấu tạo bởi ly và slow, very good. Và tương tự cuối cùng chúng ta có quietly được cấu tạo bởi quiet và ly. Ok, vậy thì một câu hỏi nhỏ của cô Diệu Anh dành cho các con chính là bad, tồi tệ, slow, chậm, đúng không nào? Quiet, yên ắng, trật tự, thì nó là loại từ gì các con nhỉ? Danh từ, động từ hay tính từ đây? Yes, very good. Nó là loại tính từ. Vậy thì chính xác rồi, chúng ta sẽ có cách cấu tạo một adverb, một trạng từ bằng cách adjective, tức là tính từ, đơn giản thôi, cộng thêm đuôi ly các con nhé. Vậy thì chúng ta hãy cùng lấy nốt ngay công thức này lại giúp cô Diệu Anh nha.
Alright, vậy thì cấu tạo của một adverb của chúng ta không hề khó đúng không nào? Super easy. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm một bài tập nhỏ để chúng ta ôn luyện cách cấu tạo một trạng từ các con nhé. Are you ready? Yes, ok. Vậy thì với bài tập sau, chúng ta hãy cùng cô điền vào những chỗ còn trống, fill in the blanks, với những từ đã cho sẵn các con nhé. Alright, vậy thì cùng nhìn với cô câu số 1 nào. The bunny hopped, blah blah blah. Vậy thì chú thỏ của chúng ta, à, chính xác rồi, hopped của cô là nhảy, đúng không nào? Bạn thỏ nhảy như thế nào đây? Vậy thì trong câu này của cô, động từ là từ, à, very good, hopped, đúng không nào? Vậy thì chỗ trống của cô bổ nghĩa cho động từ phải là loại từ, very good, một trạng từ, đúng không nào? Vậy thì ở đây thỏ nhảy nhanh hay là nhảy chậm các con ơi? Yes, very good. Chính xác đáp án của cô sẽ là quickly. Ok, vậy thì chúng ta chỉ cần thêm bên ly và sau từ quick. Alright, very good. Tiếp theo cô sẽ có the snail moved blah 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 across the sand. Ok, vậy thì chú snail của cô là con gì đấy nhỉ? Yeah, là con ốc sên. Vậy thì ốc sên di chuyển sao đấy nhỉ? Loại từ chúng ta cần điền là, very good, là trạng từ đúng không nào các con? Nó sẽ bổ nghĩa trực tiếp cho động từ moved. Ok, vậy thì từ nào chúng ta sẽ chọn vô đây các con nhỉ? Slow or quick? Slow or quick? Yay, very good. Chính xác rồi, tính từ chúng ta lựa chọn phải là slow. Tuy nhiên ở đây cô cần một trạng từ. Vậy thì ở đây các con thêm giúp cô đuôi ly. Good job everyone. Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là slow. Ok, again. The snail moved slowly across the sand. The snail moved slowly across the sand. Good job, everyone. Alright, so do you think adverbs are difficult? No, not at all. Adverbs are super, super easy. Ok, tuy nhiên chúng ta sẽ có rất là nhiều tính từ và trạng từ đúng không nào? Vậy thì bài tập sau của cô sẽ giúp các con củng cố thêm phần trạng từ các con nhé. Alright, are you ready? Yes. Ok. Vậy thì bài tập sau của cô sẽ là một bài tập trắc nghiệm. So, let's choose. Alright, number one. I play football, blah, blah, blah. Bad. Badly or very bad. Vậy thì chúng ta cùng cô tìm xem chỗ chấm 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 chúng ta cần điền loại từ gì trước các con nhé. Ok. Cô có play. Alright. Theo loại từ gì các con nhỉ? Yes. Excellent. Là loại từ động từ đúng không nào? Vậy thì chỗ trống của cô cần điền vào đây bổ nghĩa cho động từ. Vậy thì loại từ của chúng ta sẽ là, great job everyone. Chúng ta cần điền một adverb, một trạng từ vào đây giúp cô. Vậy thì các con nhìn thật nhanh giúp cô một trong ba từ này. Từ nào kết thúc bởi đuôi ly đấy nhỉ? Yes, amazing everyone. Đáp án của chúng ta sẽ là badly, bởi vì chúng ta thấy đuôi ly. Ok, vậy thì badly của chúng ta là một từ tích cực hay là tiêu cực các con nhỉ? Oh yeah, badly is very very bad. Vậy thì một lần nữa các con cùng đọc với cô nhé. I play football badly. I play football badly. How do you play football? I play football badly. Great job everyone. Vậy thì cô hy vọng chúng ta sẽ không giống như bạn nhỏ này chơi thể thao cực kỳ là tệ. Alright, let's move to the second one. I ride my bike, blah, blah, blah. All right. A, carefully. B, take care of. And C, careful. All right, guys, what is a verb in the sentence? À, trong câu này động từ của cô sẽ là, yes, very good. Ride sẽ là động từ của cô các con nhé. Yes. Vậy thì chỗ chấm 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 của chúng ta sẽ bổ nghĩa cho từ nào đây các con nhỉ? Yes, again, is an adverb. Vậy thì ở đây một lần nữa chúng ta cần điền trạng từ, đúng không nào? Yes. Alright, vậy thì ở đây cùng cô nhìn thật nhanh. Một trong ba đáp án này, từ nào kết thúc bởi đuôi ly các con nhỉ? Come on, come on, come on. Yay, excellent. Chúng ta sẽ có đáp án A, alright. Carefully. Carefully is good or bad? Alright, carefully is really good. Khi chúng ta làm một việc gì đó carefully, tức là chúng ta rất là cẩn thận và tỉ mỉ, đúng không nào? So, I ride my bike carefully. Again, I ride my bike carefully. Again, everyone,
I ride my bike carefully. So, how do you ride your bike? I ride my bike carefully. Great job, everyone. Super easy. Thế các con ơi, vậy thì ngày hôm nay một lần nữa chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những từ rất là kỳ diệu trong tiếng Anh đúng không nào? Đó là loại từ, yay, very good, adverbs. Và trong tiếng Việt chúng ta sẽ gọi là, yes, trạng từ. Vậy thì trạng từ cô thấy không phải là một chủ đề quá thách thức với các con. Tuy nhiên trạng từ sẽ có rất là nhiều về mặt từ vựng. Ok, vậy thì để chúng ta nắm thật vững những trạng từ này và cách sử dụng chúng trong câu, các con ơi đừng quên bảo ba mẹ chúng ta click link bên dưới để các con có thể tập luyện thêm thật nhiều bài tập các con nhé. Và các con ơi đừng quên nói với ba mẹ của mình cho cô Diệu Anh một like trên Facebook và một subscribe trên YouTube channel để cô Diệu Anh gặp lại các con nhiều hơn trong chuỗi bài giảng 45 ngày xây gốc ngữ pháp cho các bạn học sinh tiểu học. That's it for today. Till next time. Bye.